Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Trường học là nơi chắp cánh ước mơ bay vào tương lai. Chúng em mãi mãi yêu quý, trân trọng, biết ơn ngôi trường, thầy cô. Trường học chúng em đang học tập là trường tiểu học Quang Trung thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ngôi trường rất vinh dự khi được tọa lạc trên mặt đất anh hùng. Cách trường không xa là di tích trận chiến đấu phòng ngự chốt Buôn Trinh năm 1973. Nơi đây, mùa xuân năm 1973, tại mảnh đất này, cả một tập thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 301 và các đơn vị phối thuộc đã viết lên một bản anh hùng ca bất diệt. Vì sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, máu đào của các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, làm sang thêm mảnh đất của quê hương Buôn Hồ. Đến với nơi đây, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân và hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Chúng em luôn luôn ghi nhớ những chiến công và noi gương theo những thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu học tập để xây dựng quê hương. Quốc ca là bài ca vĩ đại, bài ca mang theo những ước mơ của dân tộc đi qua trong các cuộc kháng chiến trường kỳ. Các thế hệ cha anh đã hát quốc ca bằng tình yêu Tổ quốc, bằng hào khí của nghìn năm lịch sử. Ngày nay chúng ta lại cất lên những lời ca thiêng liêng và quang vinh ấy với lòng tự tôn dân tộc và khát vọng học tập, xây dựng quê hương đất nước.